Đã lâu không gặp. Công chúa. Sao lại là ngươi? Mã anh hùng đâu? Đừng giả giờ. Cô hẹn ta tới đây mà. Để ta đoán xem. Cô ở bên cạnh Khôi Mộc Lan lâu quá rồi. Phát hiện hắn không hề biết Thương Hương Tiếc Ngọc. Thấy ta vẫn tốt hơn. Có đúng không? Người điên rồi sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám vô lễ với ta, chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi. Vậy ta phải xem cô không tha cho ta kiểu gì. Cô dám đánh ta? Quả nhiên con cái quý tộc coi thường người khác. Hôm nay ta sẽ cho cô biết sự lợi hại của ta. Buông ta ra. Ai hả? Xin tha mạng. Ta là phò mã đại hạ. Kẻ nào? Ta là phò mã đại hạ. Ngươi dám cản ta sao? Quá ra là ngươi. Vậy mà ngươi vẫn dám có ý đồ không nên có với tề bà. Không sao chứ? Ta không sao. Không ngờ hôm nay bổn công chúa lại bị một tên khốn ức hiếp. Cô bị thương rồi. Nhẹ thôi. Cô về bôi thuốc với bổn vương. Bổn vương sẽ cho người xử lý tên khốn kia. Nào. Ta tự làm được. Yên nào. Đau không? Vẫn ổn. Không ngờ A-Lai là loại người này. Chẳng lẽ cha mẹ cô không biết sao? Cả tên Mã anh hùng kia nữa. Không ngờ hắn để mặc A-Lai làm như vậy. Cũng không phải đâu. Mã anh hùng chỉ suy nghĩ đơn giản quá thôi. Hắn không biết nhân phẩm của A-Lai. Trước kia Lục Di hết lòng lo liệu hôn sự cho ta. Nếu bà ấy biết chuyện này, sẽ tự trách lắm. Chuyện này là tại bổn vương. Bổn vương không nên dẫn hắn tới đây. Không sao. Trước kia ngài không biết mà. Nhưng ta thấy chuyện hôm nay khá kỳ lạ. A-Lai mất lý trí. Hẹn ta ra dưới danh nghĩa của Mã Anh Hùng sao? Tờ giấy cô nhận được đâu? Đưa ta xem. Ta đã hủy đi rồi. Mạc tướng có lỗi với công chúa. Mạc tướng sẽ lấy thân này đền nợ nước. Nếu ngươi thật sự thấy có lỗi với ta, hãy làm gì đó để bù đắp cho ta. Mạc tướng đã hiểu. Đa tạ công chúa tha mạng. A-Lai đâu? Hắn đang ở đâu? Mã tướng quân. Mã tướng quân. Mã tướng quân, ngài cứu ta đi. Mã tướng quân, ngài dẫn ta tới đây mà. Họ sỉ nhục ta. Họ sỉ nhục ta tức là sỉ nhục ngài. Sỉ nhục đại hạ đó. Mã tướng quân, xin hãy cứu ta. Dù là ở quá thú hay đại hạ, cách xử lý cặn bã đều như nhau. Ngài đánh ta sao? Ta thích thì đánh ngươi. Còn phải chọn ngày sao? Công chúa, ta đã báo được thù. Mã tướng quân giết hắn rồi sao? Chết thì dễ cho hắn quá. Kẻ hiểm ác này ngồi nhà lao chưa đủ để giải cơn giận của ta. Mã tướng quân nghĩ giống đại dương bọn ta. Ngự mã ti trong cung có việc đổ phân ngựa, thích hợp với A-Lai này. Được, loại cặn bã này nên ở lại đây làm việc chất giả mệt nhọc nhất. Khôi Mộc Lan, bổn tướng rất hài lòng với quyết định của ngươi. Vất vả rồi. Người đánh hắn xong, tay người mỏi lắm đúng không? Bình thường mà. Mạc tướng đá chân là chính.
Chắc chắn tay ngươi bị thương rồi. Để ta xem cho. Khoan đã, nắm tay cũng là lễ nghi của đại hạ sao? Mã tướng quân, ngươi từ xa tới cũng mệt rồi, ngươi làm gì vậy công chúa? Bổn vương bắt tay thay ngươi. Hôm nay lưng của ta không được khỏe lắm. Mã tướng quân, ta sắp thành hôn với công chúa. Ngươi có thể đợi bọn ta thành hôn xong, bổn vương sẽ đích thân tiễn ngươi về đại hạ. Thành hôn thật sao? Bổn vương đã làm hết những chuyện mình nói, không thể kéo dài thêm. Liễu quân, tiễn Mã tướng quân về nghỉ ngơi. Rõ. Ta thật sự hết cách rồi. Không biết. Mã tướng quân, xin mời. Vậy phải thành hôn thật sao? Phải thành hôn thật. Thành hôn thì thành hôn, nhưng vậy thì qua loa quá. Ít ra đại hạ ta còn có nghi thức cầu hôn gì đó. Nghi thức cầu hôn sao? Khuê Mộc Lan này đúng là nham hiểm. Không những ngăn chặn ta truyền tin cho Mã Anh Hùng, còn không cho Lý Hùng tới gặp ta. Ta phải làm sao đây? Truyền khẩu dụ của đại dương. Từ giờ hai người không cần canh giữ ở đây nữa. Có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Dạ. Lý Hùng, ta đang nhớ tới huynh đây. Cô nhớ ta sao? Thị vệ bị huynh đuổi đi cả rồi sao? Huynh giỏi đó. Cũng bình thường. Huynh đến đúng lúc lắm. Ta đang sầu não vì không có ai giúp ta liên lạc với Mã Anh Hùng đây. Lý Hùng, chúng ta sắp được về nhà rồi. Đúng vậy. Nhưng công chúa à, ta không thể liên lạc với Mã tướng quân. Tại sao? Cô xem, Mã tướng quân rất chính trực, không biết giữ miệng. Ta sợ ngày ấy sẽ làm lộ thân phận của ta, khiến Khuê Mộc Lan nghi ngờ. Hơn nữa ta khuyên công chúa, cô cũng đừng nhắc tới ta với Mã tướng quân dội, để tránh gây thêm rắc rối. Huynh nói đúng. Mặc dù Mã Anh Hùng rất trung thành, nhưng đúng là không được thông minh cho lắm. Vậy giờ ở đây không có ai, chúng ta có thể đi luôn. Không được đâu. Lại sao nữa? Công chúa, cô nghĩ đi. Khuê Mộc Lan luôn lo sợ công chúa muốn trốn, vậy nên chắc chắn sẽ gài bẫy khắp nơi ở bên ngoài. Ta lo công chúa mà mạo hiểm nữa lại bị thương. Vậy được thôi, ta không cố xông ra nữa. Ta nghĩ cách xem. Ta cũng sẽ nghĩ cách cùng cô. Tóm lại, ta mà có cách, chắc chắn sẽ báo với công chúa ngay. Được. Khuê Mộc Lan lại sắp xếp việc giặt cho ta làm. Ta đi trước đây. Huynh đi đi.